Xin cảm ơn Helios, thương hiệu trang sức bạc thủ công dành cho nam giới đã đồng hành cùng The Reviewer. Helios vừa cho ra mắt bộ sưu tập trang sức lớn nhất năm 2024 mang tên Freedom, lấy ba biểu tượng đôi cánh, ngọn lửa, xiềng xích làm chủ đạo. Bộ sưu tập đã tái hiện hành trình theo đuổi tự do trong cuộc sống của những người đàn ông. Hãy khám phá ngay tại mô tả bên dưới. Quay trở lại với Hannibal, series về ông bác sĩ ăn thịt người bạn muốn lấy làm chồng hoặc là series về nấu ăn hay nhất bạn từng biết. Và cái từ này đọc là Chesapeake cảm ơn Trần bình luận rất nhiều. Trước khi sang phần 2 thì hãy cùng chúng tôi tóm tắt lại một chút về phần 1. Will Graham, cố vấn đặc biệt của FBI, người có thể dùng năng lực thấu cảm để phá án. Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá của dòng tun là Will bị trầm cảm và thế là FBI thuê bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho Will và đó chính là Hannibal. Ngoại trừ gần như tất cả nhân vật trong phim thì ai cũng biết Hannibal Lecter là một kẻ ăn thịt người. Sau khi gặp Will thì Hannibal thấy Will rất thú vị nhưng thay vì em thuộc về tôi nhưng mấy anh tổng tài lắc lắc ly rượu vang thì Hannibal cho Will thuộc về nhà tù. Hannibal muốn làm bạn với Will nhưng mà do quá thượng đẳng nên là ông ta cần test xem Will có đủ trình làm bạn mình không. Và sau 13 tập của Season 1 thì câu trả lời là có. Nhưng mà Will lại không coi Hannibal là bạn cơ. Ừ thì cũng đúng thôi. Bạn gì cho bố vào tù. Hannibal buồn lắm nhưng mà không sao hết. Hannibal vẫn tin họ có thể trở thành bạn. Vậy thì Will và Hannibal có thể trở thành bạn bè không? Hãy đón xem phần 2 ngay sau đây. Và video này được mang đến cho bạn bởi con nhật Minh và giọng đặc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai hoặc cần đến chính các bạn hãy comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất hãy xem phim và cảm nhận mở đầu mùa hai là màn vật nhau siêu cháy của Hannibal và Jack Hannibal đang thái miếng thịt thì Jack bước vào với khuôn mặt như muốn đòi lại tiền trợ cấp Hannibal cảm nhận được ý định của đối phương từ từ buông con dao trên tay xuống thời gian tưởng như chững lại nhưng mà thực ra là phim đang slow motion và chuyển sang từ Masterchef qua Kung Fu Panda Hannibal cầm con dao lên ném về phía Jack ông da đen vội vàng rút hung khí từ đúng quần ra Y tức là cái súng Nhưng mà con dao của người da trắng nhanh hơn súng của người da đen Và đâm xuyên qua tay Jack nhưng mà các bạn sẽ không được nhìn thấy Tại vì nó bị tắt kiếm tiền Jack đau đớn làm rơi súng Chi chơi có thế Hannibal parkour qua cái bàn bếp Xông vào phía Jack cận chiến như phim Vịnh Xuân Quyền Jack kịp thời rút con dao đang cắm ở tay Và thật là may đoạn này đã hết slow motion Cả hai bắt đầu đánh nhau bằng tất cả loại cung phu họ có Nhìn vào hạng cân thì chủ nô không bao giờ đánh bại được ông da đen Nhưng mà tuyển thủ Hannibal cũng không bỏ cuộc Nhân lúc hỗn chiến mà phản kháng bằng một thứ gì đó mà tôi nhìn không rõ Ồ oh, có vẻ nó, nó là cái say hạt tiêu đấy rách ngã xuống hannibal tháo thạp dề chuẩn từ cung phu qua múa lụa rách cũng kịp thời với lấy con dao để chuẩn bị cho hiệp hai của trận chiến tưởng là thế nhưng mà hannibal đã nhanh chóng thành công úp sọt rách bằng cánh cửa tủ lạnh thấy đối thủ có vẻ đã nằm hannibal mới quay đi lấy con dao để hành nghề cơ mà ngon ăn thế thì chỉ có trong sách giáo khoa lùa gà hannibal đâu phải người da trắng duy nhất từng đánh người da đen rách chỉ cần một lúc để tỉnh táo lại tháo chiếc cà vạc trên cổ ra để tổ chức chương trình ai là thằng nghẹn với hannibal bị siết cổ quá lâu hannibal ngưng dễ dụa máu mũi cũng bắt đầu chảy nhưng mà tên phim là Hannibal chứ không phải là Jack Crawford nên là không biết từ đâu ra, một mảnh thủy tinh sắc bén xuất hiện để Hannibal đâm đứt động mạch cổ của Jack. Jack vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa, kẻ đi săn bất ngờ thành con mồi. Đánh nhau thì cũng đã mắt đấy, nhưng bạn biết cái gì hay hơn đánh nhau không? Là lý do đánh nhau. Và đến đây thì dòng thời gian trong phim quay về 12 tuần trước, chắc là để cho mọi người biết lý do đánh nhau. Lúc này thì Hannibal và Jack vẫn còn đang ăn tối và thảo luận về Will rồi thi nhau nhận lỗi về mình, cơ mà có tác dụng gì không khi mà Will thực sự đang ngồi tù. Và họ đi câu cá bằng trí tưởng tượng, đang để tâm hồn phiêu du thì từ đâu một con hươu xuất hiện đưa Will quay về thực tại. Ngồi trước mặt anh là tiến sĩ Chilton, người bị ghi điền mổ sống để lấy ruột gan ra ngoài trong phần 1. Chilton xuất hiện để trị liệu tâm lý cho Will, nhưng mà sau vụ ghi điền mà bảo là Will tin ông này thì đúng là khó nam cường. Thế nên là cuộc điều trị tâm lý không suôn sẻ. Cũng trong thời điểm đó thì tại con đập Hải Ly đã xuất hiện mùi hôi thối nặng khiến người dân bức xúc. Chính quyền đã cử một đội đi dọn dẹp gồm hai người đến để tìm hiểu và thu dọn nguyên nhân. Mấy nhân viên đến nơi thì vẫn chiêu lắm, còn đùa nhau là lẽ nào có Hải Ly chết ở đây? Nhưng mà bất ngờ chưa có ít nhất 4 xác chết được phát hiện ở nơi này tất cả đều được bảo quản rất tốt hung thủ đã tiêm silicon vào người nạn nhân mục đích để tạo ra một mô hình bọc nhựa từ người và tại sao hung thủ lại ném những thứ này xuống sông Hannibal người bây giờ đã trở thành cố vấn của FBI theo Will suy luận rằng những cái xác này là sản phẩm loại vì không đạt được những kỳ vọng của hung thủ về một cái mô hình nên là hắn đã ném họ xuống sông và đi tìm nạn nhân tiếp theo để thay thế như vậy cũng đồng nghĩa là bốn cái xác đang nằm ở đây không phải là những nạn nhân duy nhất về phần Hannibal sau khi kết thúc công việc ở vụ án đã tới gặp bác sĩ tâm lý của mình để ký một cái biên bản cho phép bà tiết lộ thông tin về bệnh án của ông ta với FBI bởi vì Will Graham sau khi nhận thức được Hannibal chính là hung thủ đứng sau mọi chuyện đã tố cáo ông với phía FBI mặc dù là không có tí bằng chứng nào nhưng mà Jack vẫn đồng ý mở một cuộc điều tra vì ông cảm thấy có lỗi với Will FBI đã lấy tất cả mọi thứ từ nước bọt tới quần áo của Hannibal để đi xét nghiệm nhưng mà rốt cục cũng không thu được một cái gì cả Beverly Katz một nhân viên FBI của Jack đã đến gặp Will Will ban đầu thấy có người quen đến thăm mình thì cũng cũng vui nhưng mà tiếc là cô này đến không phải là để tâm sự tuổi hồng mà là để hỏi Will về vụ án kèm theo đó là rất nhiều ảnh chụp nạn nhân và hiện trường để Will có thể thông qua nó mà sử dụng thấu cảm xem qua một hồi thì Will nhận ra rằng hung thủ đã lựa chọn nạn nhân dựa trên màu da không phải là hắn phân biệt chủng tộc mà hung thủ đang cố gắng tạo nên một bức tranh và màu da của nạn nhân đóng vai trò như một bảng màu của bức tranh này ngay lúc đấy thì phim cũng chuyển cảnh một anh da đen đang trên đường trở về nhà thì bị một ông da trắng stalk đến tận nhà ông da trắng này cố tình làm xe của anh da đen kêu chuông báo động rồi nhân lúc anh ta không để ý mà bắt cóc rồi thì người xem đã biết hung thủ là ai còn fbi thì sang tận tập 2 vẫn lạc lối và ngày sau vụ án đầu tiên một cái xác lại được phát hiện cũng tiêm silicon nhưng mà đẹp hơn không hề bị thối giữa mà chỉ mất vài vảnh da hơn nữa thi thể được phát hiện ở một nơi cách hiện trường của vụ án cũ tới tận 400 dặm lần này thì fbi thực sự là chịu thua rồi cast một lần nữa tới gặp will để xin ý kiến và chỉ bằng vài đường thấu cảm will đã có thể chỉ điểm những đặc trưng của hung thủ giúp fbi tìm thấy nơi ẩn náu của hắn tại đây họ tìm thấy rất nhiều nạn nhân với những màu da khác nhau được xếp thành hình con mắt bên ngoài trắng còn bên trong đen nhưng mà kỳ lạ là chính giữa đồng tử lại có một ông da trắng lại còn bị mất một chân thế là fbi lại một lần nữa đến gặp will để xin giúp đỡ muội fbi phế thế will vừa nhìn thì đã cảm thấy cái xác ở giữa rất kỳ lạ và đưa ra kết luận rằng kẻ ở giữa chính là hung thủ vậy thì tại sao hắn lại ở đây để biết được thì cần phải quay ngược thời gian một chút trước khi fbi tìm thấy nơi ẩn náu của hung thủ thì hannibal đã đến đấy gặp kẻ sát nhân đoạt mạng hắn và đặt thi thể của hung thủ ngay giữa những nạn nhân đồng thời tiêm silicon cho hắn để đánh lạc hướng điều tra, cuối cùng là hoan hỷ mang về một cái phần của chân trái như chiến lợi phẩm. Sick bro. Cuối phim, ngoài cuộc gặp với sếp của Jack và cái bà này thì còn có cuộc gặp gỡ với bác sĩ tâm lý của Hannibal với Will. Bà này thừa nhận là mình cũng nghĩ như Will, cho rằng Hannibal là kẻ đoạt mạng người nên trước khi được vào menu trong bữa tối tiếp theo của hắn thì bà đã chấm dứt mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân rồi cao chạy xa bay và tập 2 kết thúc ở đó. Sang đến tập 3 thì là lúc phiên tòa của Will bắt đầu. Hiện giờ thì với phía công tố, Will là tội phạm đoạt mạng người nhưng mà họ vẫn chưa có đủ bằng chứng để luận tội nên cần sự góp mặt của nhân chứng. Đó là lý do Jack ngồi đây. Trước khi phiên điều trần bắt đầu thì sếp của Jack đã gọi ông ta ra để tâm sự. Bà này khuyên Jack là hãy khai ra sự thật khiến Will phải chịu tội. Jack cảm thấy lương tâm cắn rứt tại vì dù sao ông cũng là người đã rủ Will vào đội điều tra, xong rồi bị y tù luôn thì hay phết. Nên là trong phiên tòa, Jack đã nhận lỗi về mình và thay vì mắc lỗi của Will, ông này quay ra biện hộ cho anh. Điều này thì cũng đồng nghĩa với khả năng là Jack sẽ mất việc, nhưng mà ông không quan tâm tại vì người vợ của ông ngay lúc này đang đối chọi về căn bệnh ung thư và có thể đi bất cứ lúc nào. Jack yêu vợ lắm chứ không như jack này vì yêu nên là ông ta muốn được chết cùng vợ ở italy nơi mà hai người lần đầu gặp nhau jack cũng đã kể chuyện này với hannibal và nhận được lời khuyên rằng không nên vì một chút đông nổi mà vứt bỏ đời trai bởi vì ông còn rất nhiều đồng đội sát cánh như là hannibal người đã khiến cấp dưới của ông vào tù chẳng hạn này Quay trở lại với phiên tòa, sau lời khai của Jack thì phiên tòa đang nghiêng về phía có lợi cho Will Nhưng mà lời khai của tiến sĩ Chilton và Lowndes đã cân bằng lại điều này Đấy là cho đến khi luật sư của Will mở phong thư và một cái tai rơi ra y hệt trong vụ án của Abigail Chuyện này liệu có lợi cho Will? Tại vì Will của hiện tại đang ở trong tù và bị giám sát 24 trên 7 Thế là việc anh ta lẻn ra ngoài cắt tai của người khác là điều không thể xảy ra Hung thủ là một người khác Nhưng mà là ai? Theo báo cáo từ FBI thì con dao dùng để cắt tai Abigail đã bị một nhân viên của tòa mang đi và chưa trả lại Biết tin Jack đã cùng một đội điều tra đi đến nhà của nhân viên này để tìm kiếm, nhưng mà trước khi họ kịp tìm thấy bất cứ thứ gì thì căn nhà của tên này đã cháy rụi và thi thể của hắn được đặt ngay ngắn trên cái nhung hiu giữa nhà. Bên ngoài thì vụ án này nhìn rất giống các vụ án trước đó mà Will bị cán tội, nhưng mà cách thức đoạt mạng người thì khác hoàn toàn. Nạn nhân bị bắn bằng súng trước khi đặt lên nhung hiu, còn đối với Cassie Boy, người được cho là nạn nhân của Will, cô này vẫn sống khi bị hung thủ mổ phổi. Chưa biết hung thủ thực sự là ai và có ý định gì, nhưng mà điều này chắc chắn có lợi cho Will nên là dù biết thừa những điểm bất hợp lý. Hannibal vẫn nhắm mắt làm ngơ và đứng ra làm nhân chứng để giúp Will ra tù. Nhưng mà công tố viên đâu có ngu đến thế. Họ đã nhìn ra được sự khác biệt của hai vụ án này nên là phiên tòa hiện giờ đành phải tạm thời kết thúc. Nhưng mà phiên tòa tiếp theo sẽ không bao giờ xuất hiện vì một ngày sau đó thẩm phán trong vụ án của Will đã bị đoạt mạng. Xác của ông này đã bị mổ lấy não, còn phần mắt bị bịt lại cho giống với hình tượng của nữ thần công lý. Ờ, thứ ra là thay thẩm phán là xử tiếp được nhưng mà well. Những vụ án liên tiếp xảy ra nhưng vì hướng có lợi cho Will khiến phía công tố phải suy nghĩ và phiên điều trần có khả năng phải

cùng với đó thì phim chuyển sang tập 4 và số lượng vụ án cần fbi giải quyết lại một tăng thêm và khi tôi nói fbi thì ý là will ấy người ta tìm thấy một thi thể bị ong làm tổ trong rừng ờ, tôi thì không biết là cái vụ này có gì quan trọng không tại vì hung thủ đã được fbi tìm thấy mà không cần nhớ đến sự giúp đỡ của will hung thủ là một bác sĩ đông y kiểu trung bình người sùng đạo nhưng mà điên hơn khi mà jack và một số nhân viên fbi khác đến nhà thẩm vấn thì bà này còn không thèm chối tội thậm chí còn mở ngay một lớp truyền đạo đặc biệt tại chỗ về phía will sau khi được tiến sĩ chilton cho một khóa trị liệu tâm lý đặc biệt đã gần như khôi phục toàn bộ ký ức từ việc Hannibal thao túng tâm lý mình thế nào cho đến sự thật là ông ta là thợ sẻ vùng Chesapeake trên Sepake. Tâm lý Will lúc này như được khai mở và trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Will muốn vạch trần bộ mặt thật của Hannibal và để làm được điều đó thì cần phải có bằng chứng. Trong lần gặp mặt tiếp theo của mình với Cass thì Will đã nhờ cô kiểm tra Hannibal. Cô này thì ban đầu không chịu tại vì Hannibal hiện giờ đang là cố vấn của FBI nên là nghi ngờ đồng nghiệp thì không hay tí nào. Nhưng mà do Will quá khẩn thiết, cô đành phải đồng ý và Tối đó, trong lúc Hannibal đang ở bệnh viện để thăm vợ của Jack, người vừa tự sát bất thành trong văn phòng của ông thì Cass đã âm thầm vào nhà của Hannibal để điều tra và phát hiện ra đống thịt người được chữ đông, tìm được bằng chứng buộc tội Hannibal. Cass vội rời đi nhưng không may lại làm đổ một cốc thủy tinh chứa nước. Nước từ cốc chảy theo một cách siêu lạ lùng và bằng bản năng của một người con châu Á thì cô đã tìm một cánh cửa dẫn đến căn hầm dưới nhà của Hannibal. Bên dưới căn hầm này có gì? Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ trong tập tiếp theo. Đáng lẽ là thế nhưng mà Hannibal bất ngờ xuất hiện ngay phía sau Cass biết mình đã quay vào ô AL nên là Cass vội rút súng nhưng mà Hannibal nhanh tay cosplay Nocturne không ai biết chuyện gì xảy ra tại vì đạo diễn không cho xem chỉ thấy sống của Cass đã bán thủng sàn nhà Hannibal vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Cass liệu còn sống chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video tiếp theo Đúng đấy <laughs> video mới đến giữa này mà Sáng đến tập 5 là bữa sáng chiêu chiêu của Hannibal và Jack Nhưng mọi thứ dần trở nên căng thẳng Khi mà Lao tới trạm quan sát từng xuất hiện trong vụ ghi điền và tìm thấy xác của Cass Không cần nói thì cũng biết là ai đoạt mạng Nhưng mà chỉ đoạt mạng thôi là chưa đủ Hannibal còn phi lê xác của Cass thành 6 mảnh Bố mẹ của Cass chắc phải buồn lắm Tại vì con mình bị cắt thành 6 mảnh chứ không phải 10 Biết tin Cass chết thì Will thừa biết hung thủ là ai nhưng mà vì không có bằng chứng nên cũng không thể buộc tội. Will chỉ có thể nói với Jack, người đoạt mạng Cass cũng là thợ xẻ vùng Chesapeake. Về phía pháp y thì cũng phát hiện thấy thận của Cass hôm nay trông hơi lạ Hóa ra thận của Cass đã bị thay thế bằng thận của James Gray, tên sát nhân trong vụ vẽ tranh bằng người. Điều này chứng tỏ kẻ đoạt mạng James Gray và Cass là một và chỉ cần tìm ra thận của Cass ở đâu là sẽ biết được hung thủ là ai. Đúng thì cũng đúng nhưng mà họ chưa tính đến trường hợp là Cass đã thành bữa tối của Hannibal theo nghĩa đen. Will sau khi trở về từ hiện trường đã yêu cầu Chilton cho mình và Gideon được giam chung với nhau bởi vì theo như những gì mà Will nhớ lại được thì Hannibal đã nhận mình là thợ sẻ vùng Chesapeake về Gideon. Vậy thì chỉ cần Gideon chịu làm chứng là Hannibal sẽ phải nhận tội nhưng mà thế tất nhiên lại dễ quá và Hannibal có tới tận 3 phần nên là Gideon đã không đồng ý và nói với Will nếu mà muốn bắt thợ sẻ vùng Chesapeake thì cách dễ nhất là đoạt bạn ông ta Will như được giác ngộ nhất là sau khi gặp được tên hung thủ đứng sau những vụ án xảy ra hồi ở phiên tòa tên này rất hâm mộ Will và tự cho mình là người duy nhất có thể hiểu Will Will kiểu ok muốn hiểu tao thì đi đoạt bạn Hannibal Lecter đi và khứa này đi thật và một ngày khi mà Hannibal đang tập bơi tên này đứng ngay sau và bắn một phát súng gây mê vào cổ Hannibal và thay vì đoạt mạng luôn thì lại đem treo lên thánh giá nhìn như đang chơi BDSM. Trong lúc tình trạng của Hannibal đang ngàn cân treo sợi bún thì Jack và Bloom đã nhìn thấy được sự khác lạ của Will và nhờ đó mới tới được nơi Hannibal bị bắt kịp lúc. Ngay khi Jack bước vào, Hannibal đã gào lên như mất sổ gạo rằng tên kia có súng để Jack buộc phải bắn hắn. Vừa được cứu vừa đoạt mạng được địch, một mũi tên chúng hai con nhạn. Vậy là kế hoạch của Will thất bại rồi sao? Có lẽ là thế nhưng mà xem tập 6 đã sau sự cố ám sát hụt Hannibal, Jack đã đến gặp Will tại nhà giam, định hóa thân thành phụ huynh châu Á chỉ con mình một trận. Nhưng mà Will đã chặn họng trước và đòi cá cược rằng sớm thôi thì thợ xẻ vùng Chesapeake sẽ hoạt động và khi số lượng người chết đủ nhiều, Hannibal sẽ mở một bữa tiệc chiêu đãi. Jack thì nửa tin nửa ngờ, còn Hannibal thì đang nửa mập mờ với Bloom. Sau khi thấy Will muốn đoạt mạng Hannibal thì tình cảm mà Bloom dành cho Will ban đầu đã bị lung lay và Hannibal, người vô tình có chung cảm giác đấy với cô là lựa chọn hoàn hảo nhất. Thay vì một thằng điên mắc bệnh tâm lý đang ngồi tù thì yêu một thằng điên mắc bệnh tâm lý không ngồi tù ăn thịt người vẫn tốt hơn về phía Hannibal thì để lấy lại sức sau lần suýt chết đã quyết định đi săn. Chuyện này vô tình lại giống với dự đoán của Will, số lượng người tử vong càng nhiều thì bữa tiệc chiêu đãi của Hannibal càng tới gần. Jack ban đầu thì vẫn không chịu tin Hannibal là thợ xẻ vùng chết sắp bích, nhưng mà càng ngày càng có nhiều bằng chứng buộc tội Hannibal như là bản ghi âm cuộc nói chuyện của Will và Gideon do Chilton bí mật thu lại. Trong bản ghi đó, Gideon miêu tả đúng chính xác nhà của Hannibal, trong khi trước đó chưa từng ai nói với ông ta về vụ nhà Hannibal ra sao. Cùng với những lời nói của Will, niềm tin dành cho Hannibal của Jack bắt đầu lung này. vào ngày bữa tiệc chiêu đãi của hannibal diễn ra jack cũng đến nhưng mà thay vì trộm mấy món đem về xét nghiệm trong bí mật thì ông quyết định xin luôn chính chủ mang phần về cho nó máu. Hannibal thì cảm thấy có cái gì đấy không đúng, nhưng mà bây giờ việc tán Bloom để tạo bằng chứng ngoại phạm là quan trọng hơn. Kết thúc bữa tiệc, cả hai bắt đầu tâm sự về Will rồi làm những gì cần làm. Nhưng mà đêm hôm đó, Hannibal đã thức dậy bỏ lại Bloom đang nằm ngủ không biết trời trăng gì để đi gặp ghi điền trong bệnh viện. Tại sao ghi điền lại nằm viện? Để biết thì chúng ta lại phải quay ngược thời gian một chút khi mà Jack mới nghe xong bản ghi âm mà Chilton đưa cho. Vì muốn đối chiếu lời khai nên ông đã gặp ghi điền để hỏi cho giá nhẽ nhưng mà ghi điền lúc này lại bắt đầu giả ngu và nói rằng mình chưa đến nhà hannibal bao giờ sau đấy thì cuộc thẩm vấn kết thúc và ghi điền được hộ lý đưa về phòng nhưng mà chắc là do nãy nói chuyện với jack bị khô mồm nên là ghi điền quyết định cà khịa mấy ông hộ lý để được xin tí huyết cũng vì vậy mà bị đập cho phải vào viện trở lại với hiện tại hannibal trong bộ đồ bác sĩ phẫu thuật tới gặp ghi điền nhưng mà không phải để đoạt mạng ông ta mà là để đoạt mạng người bảo vệ của ông ta còn về phần ghi điền thì đưa về nhà và chiêu đãi bằng món chân giò nướng đất sét được là một trăm từ thịt ghi điền nguyên chất. Trong khi đó thi thể của người bảo vệ được phát hiện vào ngày hôm sau, cái xác bị treo lên bằng mấy cái móc câu trong nhà Will và mỗi móc câu đều có một phần thi thể của các nạn nhân mà Will bị kết tội. Đến đây thì Jack mới hiểu ra, Will không đoạt mạng người. Sự nghi ngờ chuyển hướng sang Hannibal nhưng Bloom đã đứng ra đảm bảo bằng chứng ngoại phạm cho ông ta. Hết cách, Jack đành quay lại với FBI. Cách khoảng thời gian này không lâu thì FBI đã tìm thấy một người thực vật theo nghĩa đen, toàn bộ nội tạng ngoại trừ phổi đều bị lấy mất và thay bằng hoa. Thông qua lượng nước còn sót lại trong người nạn nhân phía pháp y đã chỉ ra được một địa điểm Jack vội vàng phi xe đến đó và phát hiện một căn hầm bên dưới nhà Trông như phòng tra tấn của Elizabeth Bathory Nhưng mà thứ Jack tìm thấy không phải là ma cà bông Mà là người trợ lý cũ của ông ta Miriam Lass Tập 6 cũng kết thúc ở đây Miriam Lass sau khi được Jack tìm thấy thì đã đến trụ sở của FBI và trở thành nhân chứng trong vụ án thợ xẻ Chesapeake. Nhưng mà sau 2 năm sống dưới hầm thì tâm lý của Miriam hiện tại đang siêu bất ổn. Cô không nhớ được ra thợ xẻ Chesapeake trông như nào, kể cả khi Hannibal đang đứng ngay trước mặt. Về phía Will, vừa ra tù chưa ấm đít thì đã phải đi làm. Anh này cùng với Jack đến ngôi nhà phát hiện ra Miriam để xem xét hiện trường. Tại đây, Will lại sử dụng thấu cảm để xác định hung thủ trong vụ người thực vật. Câu trả lời thì vẫn là Hannibal à và tôi quên nó nói là vừa được ra tù thì trận chiến bắt đầu căng thẳng rồi này còn về phía Miriam thì lý do Jack tìm thấy cô ở đây là vì hung thủ muốn vậy, hắn đang cố tình khiến việc điều tra gặp khó khăn. Jack thì vẫn không tin lắm. Will thì cũng không buồn nói nữa, chỉ khuyên là cẩn thận một tí. Một thời gian sau, Jack bất ngờ là một pha bóp rái khi mà đưa Miriam đến gặp riêng Hannibal. Miriam thì vẫn chẳng nhớ ra cái gì cả. Và để cô có thể nhớ lại thì Hannibal đã đề nghị thử liệu pháp thôi miên. Họ nhanh chóng vào việc nhưng mà Miriam vẫn chẳng nhớ ra cái gì mà chỉ lặp đi lặp lại những lời đã nói trong điện thoại với Jack. Quay trở lại với bên Pháp y, họ đã tìm thấy một dấu vân tay còn sót lại trên thi thể người thực vật Nó là của Hannibal Liệu đây có phải là thứ để buộc tội Hannibal không? Khó Nhắc lại là ba phần cơ mà Thế nên là thay vì xem xét khả năng của dấu vân tay FBI quyết định tìm hiểu trong mẫu máu của Miriam Và phát hiện ra những chất trong máu của Miriam Giống với những chất có trong máu của Gideon Thế là tiến sĩ Chilton một phát trở thành nghi phạm Trong khi ông này vẫn chưa biết gì và trở về nhà mà không đề phòng Vừa về nhà, Chiêu Tình đã thấy cái gì đó không đúng, vội xuống hầm kiểm tra và thật bất ngờ, Ghi Điền đang ở đây với cơ thể bị cắt thành từng mảnh. Lần này thì Chiêu Tình sợ thật rồi, vội vàng bỏ chạy nhưng mà lên đến phòng khách thì lại đụng mặt Hannibal. Thôi bây giờ muốn thoát thì chỉ có chôn VN Ngay sau đó thì Chiêu Tình đã bị Hannibal cho tí thuốc mê Khi tỉnh lại thì người đã đầy máu Tay cầm súng và bên trong bếp bất ngờ xuất hiện hai xác của nhân viên FBI Nhìn hiện trường Chiêu ngay lập tức hiểu chuyện Và chạy đến nhà Will để chuẩn bị bỏ trốn Cùng lúc đó FBI đã đến được nhà của Chiêu từng Và phát hiện ra xác của nhân viên FBI cũng như là ghi điền đang ở dưới hầm Quay trở lại với Chiêu từng Người đang trải qua cơn panic attack đầu tiên Ông này đã lên kế hoạch cho việc chạy trốn ở nước ngoài Nhưng mà chưa kịp đi thì Jack đã đến theo yêu Yêu cầu của will chilton vội vàng chạy trốn nhưng mà chạy sao thoát được người da đen chilton có ngay một vé bóc lịch và giờ thì bị thẩm vấn bởi bloom trước sự quan sát của miriam có vẻ như đợt trị liệu thúc đẩy ký ức trước đấy của miriam đã bị hannibal biến thành thao túng tâm lý thay đổi ký ức giống will nhìn chilton thì miriam lại thấy hình ảnh của thợ sẻ chessapic và trong một lúc tay nhanh hơn não đã rút súng bắn chilton luôn về phần will lúc này đang qua phòng khám của hannibal và yêu cầu được điều trị tâm lý hannibal ngoài mặt thì không nói gì nhưng mà trong tâm đã mở cờ những buổi trị liệu tâm lý quen thuộc lại được bắt đầu cũng là lúc tập 7 kết thúc tập 8 được bắt đầu bằng bữa ăn tối thân mật giữa hannibal will và jack món chính của hôm đấy là cá và bếp trưởng hannibal cũng đóng vai thiên thần sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của will để bắt đầu một mối quan hệ mới will mặc dù vẫn lấn cấn trong lòng rất nhiều nhưng biết thừa là có nói cũng không ai tin nên là chỉ khen là cá ngon rồi để cho phim chuyển cảnh một vụ án mới lại được phát hiện ở trang trại ngựa người ta tìm thấy một phụ nữ bên trong tử cung ngựa nhưng mà không chỉ có thế khi mà fbi đưa nạn nhân về trụ sở thì bất ngờ lại phát hiện ra trái tim của cô ta vẫn còn đập nhưng mà không phải đập kiểu bình thường mà đập vì một con chim ý tôi là chim theo nghĩa đen về phía Will thì sau khi tới hiện trường đã lập tức dùng thấu cảm để biết được đặc điểm của hung thủ rồi cũng dựa vào miêu tả đấy để tìm đến nhà của Peter Bernardon ông này trong quá khứ từng là nhân viên của chuồng ngựa nhưng mà sau một lần bị ngựa đá ở mặt thì đã nghỉ việc đầu óc cũng bị ảnh hưởng theo nhưng mà ông này chắc chắn là good boy không nói dối nên là sau cuộc trò chuyện Jack thấy khá nghi ngờ còn Will cho rằng Peter không phải hung thủ nhưng mà chắc chắn là Peter biết ai là hung thủ nên là nói chung là bị bắt nhưng mà trước khi kịp bắt được hung thủ thì 16 cái mộ lại được đào thấy tất cả đều là phụ nữ trong đó có một cái mộ trống và chắc chắn nó là của nạn nhân vì nơi này được lần ra theo mẫu đất mà pháp y phát hiện ra bên trong miệng nạn nhân. Will lúc này đã đi gặp Peter và bắt đầu thông não chi thuật để moi thông tin. Cuối cùng Peter cũng tiết lộ về người đàn ông tên là Ingram nhưng mà trong quá trình thẩm vấn thì Ingram không để lộ một tí sơ hở nào nên là Jack đã quyết định thả anh này đi. Nhưng mà Jack lại thêm một lần sai. Ingram chính là kẻ đoạt mạng người và hắn lợi dụng Peter một người đầu óc không bình thường để đổ tội nhưng mà Will đã nhìn thấy tất cả và kịp thời bắt tên hung thủ thực sự. Ngoài ra thì trong tập phim này còn có câu chuyện của Hannibal với một bệnh nhân tên là Mago, không phải là người châu Á nhưng mà vẫn có family issue, nhưng mà hết tập này thì vẫn chưa có vấn đề gì. Nên là chắc đây sẽ là tiền đề cho vụ án nào đó trong tương lai, ít nhất thì không phải là tương lai gần, tại vì tập 9 sẽ là vụ án về một hung thủ người đội lốt xúc vật. Nhưng mà trước khi đến với vụ án thì phải gặp Hannibal và Will đã. Will bây giờ đang ngày càng bị ảnh hưởng sâu bởi Hannibal. Ở đầu phim thì Will tưởng tượng mình đoạt mạng Hannibal bằng cách trói ông ta vào cây, đầu còn lại của dây thừng thì được buộc vào thân một con hiêu và Will chỉ cần ra lệnh cho con hiêu chạy đi là hannibal sẽ bị bóp chết cách thức gây án rất giống với hannibal khi còn trẻ khi mà đoạt mạng một trong những tên lính đã ăn thịt em mình trong tiểu thuyết hannibal trỗi dậy của thomas harris như vậy thì cũng chứng minh được rằng will đang ngày càng trở nên giống hannibal kết thúc buổi trị liệu tâm lý will ra ngoài và đụng mặt mago một nam một nữ rủ nhau về nhà và nói chuyện về phương pháp trị liệu của hannibal Uh, không có cảnh gì sau đó cả ngày hôm sau thì một thi thể đã được phát hiện nhìn qua thì giống với bị động vật tấn công nhưng mà fbi là cục điều tra liên bang chứ không phải là hiệp hội bảo vệ động vật quang dã nên là vụ án này là do người làm nhưng mà người nào làm mà lại có thể để lại dấu vết y như động vật nếu đây là về nhà đi con thì lạ chứ cái phim này thì không lạ gì cả đáp án là người điên thôi will suy luận là hung thủ có thể mắc một chứng bệnh tâm lý gì đó khiến hắn nghĩ mình là động vật về phía hannibal vụ án này khiến ông ta nhớ đến một bệnh nhân cũ của mình tên là randall hannibal trở thành bác sĩ tâm lý của randall khi cậu ta còn bé Trong khi bạn bè đồng trang lứa chọn làm boy phố hoặc là Ajano Thì khứa này lại muốn làm động vật Nên là cậu ta được đưa đến chữa trị tại phòng khám của Hannibal Và sau một thời gian kể từ khi ngưng điều trị thì Randall đã trở lại Và mang theo đó một đống kiến thức của sinh viên Bách Khoa Chế tạo cho mình một bộ giáp từ xương động vật Khoác bộ sút lên mình thì Randall cũng bật luôn công tác làm xúc vật Cấu xé bất cứ ai trông thấy Cặp đôi này cũng là một trong những nạn nhân Tuy nhiên thì vì đã quá quen với việc bị xã hội kỳ thị nên là Randall diễn rất tốt khi mà FBI tới nơi cậu ta làm việc thông qua chỉ dẫn của hannibal thì tất cả những gì họ thu được là một người bình thường từng có tiền sử tâm lý bởi vì từng là bác sĩ tâm lý của randall nên là hannibal cũng hiểu suy nghĩ của cậu này từ đó mà lợi dụng khiến randall nghe theo mình và một trong những yêu cầu mà hannibal đưa ra là đoạt mạng will đêm hôm đó randall đến nhà will theo chỉ dẫn nhưng mà nhờ mấy con chó trong nhà will cảm nhận được sự nguy hiểm ngay lập tức trang bị súng săn đúng như dự đoán randall trong lốt quái vật xông vào nhà will từ đường cửa sổ chuyện gì đã xảy ra tất nhiên là randall đã chết will mang xác của Randall đến nhà Hannibal và nói rằng chúng ta đã hòa. Tập 9 cũng kết thúc ở đó. Ngày hôm sau, xác của Randall đã được phát hiện nhưng mà trong trạng thái hòa là một với bộ xương ở viện bảo tàng. Người xem thì thừa biết hung thủ là ai nhưng mà FBI thì vẫn không. Wow, bất ngờ. Nên là họ mời Will đến hiện trường làm cố vấn Sau một màn thấu cảm thường thấy thì Will đưa ra mấy lời nhận xét Như thể là mình không hề liên quan đến vụ án Và Hannibal ở đó cũng bồi thêm mấy câu cho FBI thêm dối trí Kết thúc thì Will đến gặp Freddy Lounge để nhận lời mời phỏng vấn như đã hứa Bị cà khịa là sống tôi nên mới nghèo thì Lounge cay phết Nhưng mà thứ quan trọng hơn bây giờ là lời khai của Will Phải có nó thì Lounge mới thành thế anh 28 được Cũng trong thời điểm đó Margot lại có một đợt tái khám với Hannibal Cô này có một ông anh gia trưởng lo được cho em nhưng mà là lo hậu sự Anh trai của Mago có một sự ám ảnh với việc duy trì sản nghiệp gia đình Và rõ ràng thì trên giấy tờ anh ta cũng là kẻ thừa kế duy nhất Vì gia sản trong nhà chỉ để lại cho con trai Mago cay lắm Nhưng mà cay hơn là nếu đoạt mạng anh ta thì cô cũng chẳng còn gì Tại vì nếu mà anh ta đi thì tài sản sẽ được đem xung quỹ nhưng mà Hannibal đã có cách Nếu Mago không có di sản thì hãy tạo ra nó đi Nhưng mà di sản đó là gì thì tạm gác lại đã Tại vì bây giờ có vấn đề quan trọng hơn Là Freddy Lounge đã phát hiện ra nhà kho của Will Là nơi chứa bộ giáp thú của Randall Bên cạnh đấy thì còn có một cái tủ lạnh dầu protein và canxi Yeah. Lao vẫn đang hoảng hốt vì những gì mình thấy được Thì Will không biết từ đâu xuất hiện Không cần phải là người Trung Quốc Thì Lao cũng biết là chuồn là thượng sách Nhưng mà không kịp rồi Vì quá sợ hãi nên là kể cả khi chạy ra được xe Lao cũng không khởi động được vì quá run rẩy. Lúc đấy thì Will xuất hiện cùng cái xà beng Đập nát cửa xe lôi Lao ra ngoài Và không ai rõ chuyện gì xảy ra Nhưng mà tối hôm đó Hannibal và Will đã có một bữa ăn ngon với thịt lợn cái từ sau bữa hôm đấy thì Hannibal bắt đầu rủ Will đến nhà mình ăn nhiều hơn. Bữa ăn hôm nay là món chim sẻ nướng. Khi mà bê ra ai lửa vẫn còn cháy nhưng mà không thể cháy bằng cách mà Freddy Lau xuất hiện ở đầu tập 11. Qua xét nghiệm pháp y cho thấy là Lau đã chết trước khi bị thiêu cháy và phần thịt ở bắp lưng đã bị cắt ra bằng một con dao săn. Nhưng mà vì bà này hay đi gây thù trước oán nên là đối tượng tình nghi quá nhiều, thành ra là FBI chưa thể xác định được hung thủ hoặc là ít nhất là Will muốn thế. Ngay ngày hôm sau, xác của Freddy Lau sau khi được chôn cất bỗng đội mồ sống dậy và hóa thần hủy diệt của Hindu giáo Shiva Quan sát hiện trường, Bloom thấy nghi ngờ Will và cả Hannibal Tại vì dù có vô chi đến mấy thì cô cũng cảm nhận được hai người này đã có sự thay đổi kỳ lạ Mà chắc chắn là Jack không thể nào không nhận ra Bloom đến chất vấn Jack và yêu cầu được biết sự thật Jack cũng hết cách, đành đưa Bloom đến một căn phòng Nơi mà Freddy Lounge vẫn còn sống sơ sơ ở đấy Quay trở lại với Mago thì buổi trị liệu tâm lý của cô bây giờ không chỉ có mỗi Hannibal mà còn có thêm Will Vì trong tập trước Will và Mago đã cùng nhau chơi thú nhún Và giờ thì Mago có thai Nhưng mà cô không cần Will phải chịu trách nhiệm Mago chỉ cần cái thai này vì nó sẽ là thứ giúp cô có được quyền thừa kế Nhưng mà Mason lại muốn chơi côn trùng với Mago và nó cũng giúp anh có tài sản Nên là khi cô này đang rời đi cùng đứa bé trong bụng thì đã bị người của anh ta bắt về và làm cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung Cả tem Phim Biết con mình đã bị đoạt mạng Will tức lắm Nên là ngay lập tức đi tìm Mason và phang hắn mấy phát Nhưng mà trước khi dùng súng để đục một lỗ trên trán của Mason Thì Will vẫn đủ tỉnh táo để giữ mạng cho hắn Và bắt đầu chơi trò thao túng tâm lý Để Mason chuyển hướng người muốn đạt mạng sang Hannibal sau vụ này thì cũng qua tập 12 Lần này đến lượt Hannibal hỏi Will là sao lại tiết lộ việc mình muốn đoạt mạng Mason cho hắn Will thành thật trả lời là vì Hannibal nên tự tay đoạt mạng Mason và thêm hắn vào thực đơn bữa tối Nghe Will nói mấy chuyện chết chóc nhẹ như lông hồng Hannibal vui lắm Vì nghĩ là cuối cùng để Will cũng hiểu mình Nhưng mà có đúng thế không? Còn nhớ là trong tập trước Jack đã dẫn Bloom tới cặp Freddy Lounge vẫn còn sống khỏe Việc Lounge còn sống chứng tỏ là Jack và Will đang âm mưu lừa Hannibal Bây giờ thì cả Bloom cũng biết Jack thì muốn bắt Hannibal lắm rồi Nhưng mà nếu mà dễ thế thì đã chả có phim mà xem Thế nên là Will đã đưa ra đề nghị Hãy sử dụng Mason như mồi nhử Để khiến Hannibal phải ra tay Jack không chịu Tại vì như thế là đặt người vô tội vào nguy hiểm Nên đã đưa ra một phương án khác Đó chính là bác sĩ tâm lý cũ của Hannibal Sau khoảng thời gian trốn chui trốn lủi Thì cuối cùng cũng đã xuất hiện Bà ta khai hết tất cả những gì Hannibal đã làm trong quá khứ Và khuyên Will tốt nhất nên cẩn thận Tại vì Hannibal của hiện tại đang cực kỳ ám ảnh với Will Sau khi Will rời đi Thì bà cũng cảnh báo với Jack rằng Will cũng không phải là người đồng đội đáng tin. Tại sao thì hồi sau sẽ rõ. quay trở lại với Hannibal, ngày hôm nay văn phòng của ông đón ba vị khách không mời, đó là thuộc hạ của Mason đến để bắt Hannibal đi. tuy nhiên thì Hannibal không phải dạng vừa, trước khi bị dí súng điện vào người đã kịp cho một người đang xuất tại trang trại lợn bác sĩ và bệnh nhân tái ngộ trong sự vui mừng. không chỉ Mason mà cả Will nữa. Mason đưa cho Will con dao yêu cầu cắt tiết Hannibal để dụ đám lợn, rồi thả Hannibal xuống để lợn ăn thịt. nhưng mà thay vì cắt tiết thì Will lại cắt tê chói của Hannibal. nhưng mà chưa kịp làm thêm cái gì thì đã bị đập một phát vào đầu rồi ngất đi. tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì thứ thứ duy nhất Will thấy là thân giới bị ăn sạch của tên quân đồ. Trong lúc Will ngất xỉu thì Hannibal đã kịp đưa Mason đi rồi sau đó cho anh ta rồi trong cơn phê pha, Hannibal bảo gì Mason làm đấy, kể cả tự cắt ra mặt mình. <laughs> Phim. Will trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi và phát hiện ra chó của mình đã được cho ăn tử tế nhưng mà thực phẩm hôm nay hơi lạ, có vẻ là tươi sống quá. Và đó chính là da mặt của Mason. <laughs> Phim. Mason đã cắt từng mảng da của mình ra rồi cho từng con chó ăn một Hannibal cũng xuất hiện ở đó và cũng không thèm che giấu gì việc mình đoạt mạng người nữa Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày Will gọi cho Jack để ông ta đến gặp Mason hỏi chuyện Nhưng mà thanh niên kia sau khi chơi tì đá thì đã quên luôn ai hại mình Thậm chí còn nhớ đến Hannibal như một ân nhân công đức vô lượng đó như này thì nói năng gì nữa Jack trở về và người tiếp theo đến thăm Mason là em gái của anh ta Mago Giờ thì với một tên tàn phế như Mason thì Mago không phải sợ gì cả và quyết định chăm sóc để Mason có một tương lai tâm tố nhất có thể Tại vì đây là phim Hannibal mà Cuối phim thì Will nói với Hannibal về việc Jack bắt đầu nghi ngờ cả hai Giờ thì cả anh và em nên trốn đi thôi Nhưng mà trước khi trốn thì cần giải quyết cho xong với Jack đã Bởi vì Jack vẫn muốn bắt thợ sẻ Chesapeake Nên là Hannibal đã mời Jack cùng Will đến nhà ăn tối Tiện kể luôn sự thật Và cũng là để chuẩn bị cho sóng gió của tập cuối cùng Tập 13 Giờ thì sân khấu đã dựng Chỉ còn đợi diễn viên Người đầu tiên xuất hiện là Jack Với lời đồng ý tham gia bữa tối của Hannibal Về phần Will sau đó đã đến văn phòng của Hannibal Để dọn dẹp hết hồ sơ bệnh nhân Trước khi cùng anh đi trốn Will thì cái gì cũng tính nhưng mà lại không tính được là Hannibal có cái mũi siêu thính Lất qua người Will, Hannibal ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người phụ nữ khác Ông thất vọng về Will đã lừa dối mình Tại sao? Bởi vì mùi của người phụ nữ này chính là Freddy Lounge Người đáng ra đã chết từ lâu Nếu mà Freddy Lounge còn sống thì chứng tỏ mọi sự đồng thuận từ trước đến giờ của Will đều là giả dối Biết mình bị lừa nhưng mà Hannibal vẫn tiếp tục kế hoạch như ban đầu Trong khi đó, sếp của Jack đã phát hiện ra kế hoạch của Jack và Will Nên quyết định là một vài pha bóp rái Bà ta yêu cầu Jack nộp lại thẻ cảnh sát và súng Jack ok nhưng mà bà ta lại ra lệnh chui nã Will điều này đã trigger đến Bloom xông vào phòng của bà này nói đạo lý nhưng mà tiếc là Bloom không phải là men nên là thoát nó rút không có tác dụng Jack và Will vẫn phải tiếp tục thực hiện kế hoạch dù không có sự giúp đỡ của FBI tối hôm đó Jack đến nhà Hannibal để chuẩn bị ăn tối và cảnh vật nhau siêu cháy ở tập 1 cũng diễn ra nhưng mà lần này thì có thêm đoạn sau là sự xuất hiện của Bloom cô đe dọa Hannibal khai ra vị trí của Jack bằng súng nhưng bất ngờ chưa Hannibal đã rút hết đạn từ lâu và giờ thì chôn VN cũng không cứu được nên là Bloom đành co giọt lên chạy nhanh chóng vào một căn phòng kín khóa cửa rồi lấy từ trong túi áo ra đạn dự trữ chưa kịp bắn phát nào vào hannibal thì đã bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của abigail người mà ai cũng đã tưởng chết từ phần 1 abigail chỉ xin lỗi rồi đẩy một phát bloom từ tầng 3 xuống quả này khó sống rồi nhưng mà will đã đến kịp cái mà làm gì giờ chắc đắp áo cho người ta rồi đi vào thôi bên trong nhà hannibal đang đợi sẵn cũng giống với bloom will sững sờ khi thấy abigail nhưng mà không để ý rằng hannibal đang đứng sau mình hannibal lúc này buồn lắm tại vì will đã không chọn họ đáng nhẽ ra cả ba đã có thể bỏ trốn cùng nhau và trở thành người nhà nhưng mà Will không chịu nên là Hannibal quyết định từ gia trưởng tiến hóa thành Jandere cho Will một nhát vào bụng và Abigail một nhát vào cổ rồi rời đi trong sự đau đớn. Cơn mưa ngày hôm đấy đã cuốn trôi mọi thứ kể cả cái áo của Bloom. Hannibal từ sát nhân thành sát nhân. Cuối phim thì Hannibal lúc này đang ngồi trên máy bay rồi đi cùng với bác sĩ tâm lý của mình. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Hãy đón xem trong phần recap của chúng tôi tiếp theo. Hoặc là nếu bạn xem phim rồi thì bạn biết rồi. Tốt là vui vẻ, đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.